Vợ quản lý tiền Trường Giang xài thẻ đen vẫn quay xe ở ngân hàng. Trường Giang và nhà Phương được khán giả quan tâm khá nhiều về cuộc sống sau hôn nhân. Đặc biệt, anh nhiều lần tố bà xã kiểm soát tiền rất kỹ. Thách đồng nghiệp điện thoại mượn vợ mình 1 triệu đồng xem có được như ý hay không. Mới đây nhất, nam danh hài còn chia sẻ tình huống giờ khóc giờ cười khi được nhà Phương cho xài thẻ đen, nhưng khi đến ngân hàng lại không rút được tiền. Cụ thể chương trình chọn ai, 10 khó chia sẻ với các đồng nghiệp về chuyện tiền nong gia đình. Từ trước đến nay, ai cũng biết việc nhà Phương và là người giữ tài chính, Trường Giang không giữ tiền và mọi chi tiêu đều do quản lý hay trợ lý chi trả. Những người này đều làm việc trực tiếp với nữ diễn viên. Anh kể việc mình xài được thẻ đen, ai cũng tò mò. Hạn mức có thể quyền lực của Trường Giang cũng phải ở mức vài chục tỷ đồng. Nào ngờ, nam danh hài than vãn, có lần anh đi xuống nhà bạn cần việc gấp phải rút tiền mặt, anh dùng thẻ VIP đó nên sẽ được phục vụ trước, anh muốn rút 50 triệu tiền mặt. Nhân viên bán hàng rất niềm nã và xin trực chụp ảnh chung giao dịch. Tuy nhiên, họ cũng bất ngờ khi đến kiểm tra tấm thẻ đen của Trường Giang với số tiền chỉ dừng 500.000 đồng, trong khi 10 khói nhắc đi nhắc lại việc mình cần 50 triệu đồng. Đến cả anh cũng không rõ mình có bao nhiêu ở thẻ đen này mà phải thoải mái đến tận ngân hàng. Trường Giang kể, em cần gấp lắm, tí chụp ảnh nha. Anh ơi, còn 500.000 à, anh đi ra xe. Thẳng hỏi em rút tiền chưa, còn 500.000 à, đi lẹ đi chứ quê. Lúc đó phải về nhà lấy tiền của nó. Từ khi cưới vợ, 10 khói giao hết tiền nong cho bà xã quản lý. Anh nhiều lần tâm sự chưa bao giờ thấy được số lương mỗi tháng bao nhiêu, cát xê đều được chuyển thẳng cho bà xã. Trợ lý cũng là người cô thuê để chăm sóc anh lúc đi làm. Lần khác, anh từng hài hước cho biết, xin lỗi em nha, anh chưa bao giờ thấy cọc tiền để mà quăng. Chưa từng thấy luôn, không biết con số, tại nó chuyển thẳng vào số khác luôn. Anh đi ăn mà anh tính tiền thì phải nghĩ đến thẻ cà. Nhân viên nói là hết hạn. Anh chuyển qua tính tiền on thì không phải mã của anh mặc dù tiền là tên của anh. Tuy nhiên, nhờ có vợ quản lý tài chính, gia đình nên ai cũng thấy Trường Giang càng lên đời hẳn. Anh phụ giúp xây biệt thự riêng cho bà. Xây cả khu nghỉ dưỡng sân vườn cho con gái đầu lòng và chuỗi nhà hàng kinh doanh mọc lên liên tục. Ai cũng nghĩ anh than thở, mình chẳng bao giờ có tiền thực tế, 10 khói tự nguyện để vợ quản lý, anh bày tỏ, chuyện tôi đưa vợ giữ tiền, tôi nghĩ là bình thường vì vợ chồng. Vợ giữ tiền cũng mua đồ lại cho mình, chứ không có gì cả, hàng ngày tôi chẳng bao giờ chi tiêu gì cả, vợ giữ tiền. Tôi đi làm có một cô trợ lý vợ tôi thuê. Đi quay đi ăn mà gì cô trợ lý đó sẽ trả tiền, chứ không phải tôi trả. Tôi không có cơ hội tiêu tiền vì làm từ sáng đến tối chẳng bao giờ tiêu gì hết. Ăn uống thì cơm đàng hoàng, chỉ có lâu lâu thì cho tiền hai bên cha mẹ thôi chứ bình thường không có cơ hội tiêu tiền. Đến nay vợ chồng Trường Giang là một trong những cặp đôi nổi tiếng, quyền lực của làng giải trí. Họ thành công trong sự nghiệp chuỗi kinh doanh do ăn uống và biệt thự từ Sài Gòn đến Phú Quốc.